Mùa này đất đất khô nhanh quá. Chú đút đút vào trong á. Đây trong quả này. Đầy vô luôn. Ô chú là một ít cát được. Cát sợ là nó cạo là nó mòn này. Con này sao chế lại để bỏ phân ít được đấy chú. Nó dễ đấy mà, nó tháo kia ra mình căn lại là được. Cho nó bé đi thôi. Vì cháu bảo cái này chỉ là bón lót thôi mà bón nhiều quá nó không lên. Bón thúc mới bón nhiều. Máy gieo hạt Villa Farm. Ờ con này kể ra thầu hết là chú bãi trồng cũng được này. Con này trồng nhanh lắm. Mình nên trồng ít, chú ở trong miền Nam họ trồng nhiều lắm. Người ta đẩy, chú biết là đẩy nữa mà. Cái mòn, cái mỏ kia là chú kìa, nó mòn hết luôn ấy. Mòn cụt hẳn luôn. Đẩy ghê thế cơ mà. Chó lắp cái chia to hơn thì sẽ không bị mất hạt. Mắc vào dây. Đấy. Mùa này đất đất khô nhanh quá. Chú đút đút vào trong á. Đây trong quả này. Đầy vô luôn. Ô chú là một ít cát được. Cát sợ là nó cạo là nó mòn này. Con này sao chế lại để bỏ phân ít được đấy chú. Nó dễ đấy mà, nó tháo kia ra mình căn lại là được. Cho nó bé đi thôi. Vì cháu bảo cái này chỉ là bón lót thôi mà bón nhiều quá nó không lên. Bón thúc mới bón nhiều. Máy gieo hạt Villa Farm. Ờ con này kể ra thầu hết là chú bãi trồng cũng được này. Con này trồng nhanh lắm. Mình nên trồng ít, chú ở trong miền Nam họ trồng nhiều lắm. Người ta đẩy, chú biết là đẩy nữa mà. Cái mòn, cái mỏ kia là chú kìa nó mòn hết luôn ấy. Mòn cụt hẳn luôn. Đẩy ghê thế cơ mà. Chó lắp cái chia to hơn thì sẽ không bị mất hạt. Mắc vào dây. Đấy. Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn đó là mẫu máy gieo hạt loại 12 mỏ. Hiện tại đó là đây có thể nói là loại mới nhất và hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Thì đối với loại này thì các bác phải nhìn thấy trên màn hình, đó là nó mang thương hiệu đó là KWVN. Loại này là loại rất là mới và hiện đại nhất. Lý do vì sao em gọi đó là loại hiện đại nhất, bởi vì cái loại này so với dòng cũ 12 mỏ thì loại này nó sẽ là mỏ inox 100% nhé. Các bác nhìn đấy, các bác về có thể kiểm tra hạt, các bác nhìn cái mỏ này đúng là mỏ inox hay là không. Và chúng ta nhìn thấy mỏ rất là sáng bóng và inox thì nó sẽ là không bị han trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì ngoài ra một tính năng nổi trội nữa của chiếc máy này, các bác nhìn thấy đó là có cái ốp màu cam bảo vệ mỏ cũng như bảo vệ lò xo. Chúng ta vừa bảo vệ các cái đất nó dắt vào các cái lò xo rất dễ là nhanh hỏng. Đấy, chúng ta vừa có thể bảo vệ cái chiếc mỏ này, chúng ta dùng được quá trình này, dùng lâu dài. Đấy, vài năm vẫn rất là ok. Ngoài ra cái tính năng ốp mỏ này chúng ta có thể là tháo bớt ra nhé. Chúng ta tháo ra thì sẽ làm độ sâu của cái mỏ này nó sẽ sâu xuống.
bình thường nó sẽ sâu tầm độ khoảng 6 cm đến 7 cm, chúng ta tháo ra là chúng ta sẽ được thêm 1 cm nữa. Đấy, độ sâu càng sâu xuống thì cái hạt giống chúng ta sẽ có thể là lẩy mầm và nó sẽ vươn chồi tốt hơn. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua về các cái bộ chia hạt đối với cái loại máy này. Thì vẫn giống như dòng cũ thôi, chúng ta vẫn có rất nhiều các cái bộ chia hạt với nhiều cái tính năng hạt giống cây trồng khác nhau. Ví dụ như là loại bé nhất chúng ta phải nhìn đấy, đây là loại này chúng ta chỉ có trồng đỗ đen này hay là đỗ tương. Loại trên một chút chúng ta sẽ trồng ngô, còn loại lớn hơn chúng ta sẽ trồng đậu phộng, lạc, và các cái loại cao nhất ví dụ như là này thì em nghĩ là chắc là trồng đậu đỏ này rất là ok. Ta có thể trồng cả lúa cạn nhé. Nhiều bác ở Thái Bình người ta đang mua sản phẩm với em về để trồng cả lúa. Đấy, các bác trồng lúa rất là ok. Thì đi kèm với cả chiếc máy này thì cũng có những cái bộ chia khoảng cách, ta phải nhìn thấy trên màn hình. Đấy, rất nhiều túi chia khoảng cách thì tùy vào cái độ nhu cầu chúng ta thôi, chúng ta có thể là tự thiết kế hay là tự lắp cho mình cái khoảng cách để nó phù hợp nhất với cái loại cây trồng nhà chúng ta. Ví dụ ở đây nó có thể là lắp vào những cái loại như là khoảng cách là 15 này, 17 này, 19, 21, 23, 28, 33, 42, 53, thậm chí là đến khoảng cách to nhất là 85. 85 thì sẽ còn 20 mỏ thôi, các bác cứ đối xứng 2 mỏ, sẽ là khoảng cách 85. Đây là cái dụng cụ đi kèm theo máy này, cũng có tua vít này, cờ lê này, để giúp chúng ta là có thể dễ dàng chúng ta sử dụng hay là chúng ta tháo sửa chữa máy trong quá trình như thế này, và chúng ta chạy ở ngoài đồng. Thì thiết kế này của chiếc máy các bác thể dễ như đấy, nó tương đối là giống đối với loại cũ. Đấy, các bác nhìn đấy, cũng có một cái bầu đất ở đằng sau. Cái bầu đất này chúng ta có thể là đổ thêm một ít đất hay là một ít cát vào để tăng cái độ lún của nó, đầm sẽ chắc hơn. Thiết kế tay cầm rất là chắc chắn. Mẫu mới nhất 2022, thương hiệu Kawavien. Thì đối với dòng sản phẩm này thì giúp cho các bác rất là tiết kiệm được sức lao động này, tiết kiệm được nhân công này. Chúng ta mà gieo đẩy 1 giờ chúng ta phải đẩy được 1.000 m2. Đấy, tương ứng với khoảng hơn 3 sào Bắc Bộ đấy. Đấy, chúng ta có thể là dễ dàng trải nghiệm với chiếc máy này. Thì mọi nhu cầu các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em để nhờ bên em tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.